bác sĩ Khánh có thể cho biết là cái coronavirus virus lần này á, nó khác với những cái bệnh cúm mà trước đây đã từng xảy ra như thế nào không ạ? Nó khác với cái độ nguy hiểm của cái diễn biến của nó ấy, là nó có những cái điều như thế nào ạ? Thật ra thì chúng ta nhớ là cái dân gian của mình á có hai cái hiểu lầm á, có nghĩa là cúm là cảm cúm là không đúng đâu nha. Cúm là bệnh cúm, còn cảm cúm là bệnh cảm lạnh. Thì con virus cúm nó gây ra bệnh cúm, còn corona này nó là một trong những virus gây ra bệnh cảm lạnh. Và chúng ta biết là cảm lạnh thì nó nhẹ hơn là bệnh cúm, tại bệnh cúm nó cũng hành dữ lắm. Và tuy nhiên cái hành đó thì nó cũng tùy thuộc vào cơ địa con người. Còn bệnh cảm lạnh á thì chắc ai cũng bệnh rồi ha. Và bệnh cảm lạnh thì người ta không nghiên cứu sâu về bệnh cảm lạnh làm gì, bởi vì tự nó hết. Và các thầy biết là cái con corona này nè, human corona đó, là corona ở người đó, thì nó là bệnh cảm lạnh. Tuy nhiên có một số cái điều đặc biệt thì nó từ cái cảm lạnh đó, virus nó tấn công thẳng vô trong cái đường hô hấp dưới đó, có nghĩa là phế quản và phổi đó. Và trên cái cơ địa đó thì nó có thể làm viêm phổi luôn do chính corona. Tuy nhiên đa số các trường hợp đó, là nó làm bội nhiễm thêm những cái vi khuẩn khác, đặc biệt là khi nằm bệnh viện thì nó có viêm phổi viện thì mới làm cho người ta nặng lên và không giữ được, nhưng mà tử vong đó. Cho nên chúng ta không nên nói con này là con cúm, và cũng không nói là đây là cái bệnh cúm corona, không phải, nó là bệnh cảm lạnh corona. Còn con corona này nó có giống như corona hồi nào vậy không? Cho tới hiện nay thì nó, mình phải nhớ là nó có, mình bây giờ mình phân biệt cho nó kỹ nha. Nhất là corona thông thường, human corona, và hai cái loại corona mà chúng ta đã từng thấy, nó từ động vật nó lây qua người, sau đó nó thay đổi cấu trúc của nó để có thể lây từ người sang người, đó là SARS và MERS. SARS là gì? Hồi xưa người ta không biết đặt gì hết, ta đặt là siêu hấp cấp vô virus. Nhưng mà sau đó người ta biết cái con này là con corona, và con corona này có tên có tuổi. Nhưng mà sau đó bệnh SARS á nó tự tiêu đi. Và nó tự tiêu là lý do gì? Tại nó không có nguồn lây. Nó không có nguồn lây thì lấy gì mà lây cho người ta nữa. Thì con SARS đó thì nó tới đây nó là quá khứ. Nó là quá khứ. Tuy nhiên người ta phải giữ lại những cái thông tin của nó. Thì người ta phải dự đoán được là sau này có một cái con corona nằm ở nữa hay không. Cái con thứ hai người ta biết mà nó nằm ngoài cái human corona mà sau đó nó chuyển thành human corona đó, đó là con MERS. Con MERS này là nó có nguồn gốc từ Trung Đông. Từ Trung Đông là từ đâu? Từ con lạc đà. Chúng ta nghe như vậy chúng ta tưởng là MERS nó hết rồi, không có đâu. MERS cho tới, theo tôi biết thì cái tổng kết cho tới tháng 4, tháng 5 năm 2019 nó cũng còn, nó vẫn còn rải rác bên Trung Đông. Nhưng tại sao những nước khác đã không bàn? Đã ta biết rồi, ta biết đường lây của nó gì rồi. Và người ta có muốn làm chế vaccine hay không? Người ta cũng đang muốn làm vaccine. Tuy nhiên người ta nói là nếu làm vaccine bán cho ai? Thì bán cho mấy ông Trung Đông thì làm sao sản xuất một mẻ như vậy thì bán cho ai? Và tại sao nó không diệt tiêu được? Tại vì con lạc đà người ta vẫn sử dụng. Cho nên có hai cái con mà nó từ động vật nó chuyển thành gây bệnh cho người và lây từ người sang người. Nhưng SARS thì tự nó diệt tiêu rồi. Mà bây giờ con này như corona 2019 là con thứ ba. Có thể là con thứ ba. Người ta muốn... Hình như là cái tiếng anh Khai ơi, rất là cảm ơn anh ạ, nhưng mà anh có thể xoay ghế lại được không ạ? Thứ hai nữa là hình như cái tiếng của anh á ở bên này là nó hơi nhỏ một chút xíu. Không thì cũng được rồi, cảm ơn anh. Có vẻ như vậy thì cái tiếng nó nhỏ hơn ạ. Dạ, rồi mà nghe bác sĩ nói. Dạ, cảm ơn anh. Ô sao cái hình của anh lại tắt rồi. Có rồi, ok anh ơi, có rất nhiều như thế này cũng có những cái thông tin ở trên báo chí rồi Facebook rồi nói rất là nhiều về cái việc là nhiễm từ một cái động vật máu lạnh sang động vật sang cho người, cho nên là nó bị biến thể. Những cái vấn đề mà về khoa học thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không có bàn nhiều được, vì là báo chí đã nói rất là nhiều rồi, đúng không anh? Và cái điều mà mọi người đang rất quan tâm bây giờ ấy là làm như thế nào để có thể ngăn ngừa, và cái nguy cơ đối với Việt Nam như thế nào ạ? Mọi người đang rất là lo lắng. Thì với vị trí là một cái bác sĩ trưởng khoa, và chắc chắn là anh nắm được rất là nhiều thông tin, thì anh có thể giúp cho mọi người một chút thông tin là thực trạng ở hiện nay ở Việt Nam mình là cái mức độ nguy cơ ô nhiễm
lây nhiễm về cái vấn đề này nó như thế nào để mọi người có thể biết ạ? À, chúng ta theo dõi trên thông tin đại chúng á, thì chúng ta cũng biết là nguy cơ đó không phải chỉ ở nước Việt Nam. Nguy cơ đó sẽ ở tất cả các nước nào mà có người đi từ Vũ Hán về. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn hiện nay là có thể nói là từ Trung Quốc về. Giai đoạn tiếp nữa có thể nói một nước nào đó, cái số lượng nó đông, thì người ta cũng sẽ đánh giá nước đó mà đi về một nước nào đó cũng là có nguy cơ. Cho nên ở Việt Nam mình nguy cơ hay không thì nó y chang mấy nước khác, chứ không có khác nước khác cả. Cho nên mình nói bây giờ mình nguy cơ cỡ nào thì cũng giống họ thôi. Mình là một cái nước mà thứ hai sau khi, thứ hai có nghĩa là ngoài Trung Quốc á, sau khi chỉ có ở Trung Quốc. Cho nên bây giờ nguy cơ là gì? Nguy cơ là chắc chắn có. Mức độ nào là gì? Mức độ giống như những nước khác. Nếu những nước có nguồn lây tới thì chúng ta là có nguy cơ thôi. Tức là hiện nay là theo như thông tin là ở Việt Nam là có 5 tỉnh thành là đã có người nhiễm rồi đúng không anh? Không, đó là sai. À thế ạ? À? Sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Chưa có ạ? Chưa. Có nghĩa là thông tin là như vậy. Chờ chút xíu nha. Alo. Ừ. À, có gì không? Không thì em lên lầu 4, em lên lầu 4 khoa nhiễm em gặp bác sĩ Đan hay bác sĩ Hương nha. Rồi em lên. Không, tôi có nhắn mấy đứa nhỏ hết rồi. Em lên đó em quay rồi sau đó nó dẫn em xuống với khoa hồi sức đó, để mình quay mình lấy cái thông tin đó nha. Tôi dặn hết trong đó rồi. Các phóng viên nhà báo đã sang bác sĩ Khánh rất là nhiều, đúng không? Đi tìm bác sĩ Khánh rất là nhiều luôn, tôi phỏng vấn rất là nhiều. Bởi vì bác sĩ Khánh là người phát ngôn. Rồi bây giờ mình quay lại là 5 người hay 5 tỉnh hay mấy tỉnh nha. Dạ. Cho tới hiện nay. Dạ. Nếu nói về nguy cơ. Dạ. Thì gần như tất cả các tỉnh chúng ta phải phòng thủ. Ồ. Chứ không phải bây giờ ta nói là bây giờ cái người dương tính đi đâu thì mình mới ngăn ngừa đó, không phải vậy. Không phải vậy. Nếu chúng ta làm như vậy á, thì chả được cái gì. Tất cả các tỉnh của chúng ta đều phải chuẩn bị phòng ngừa. Tại vì sao? Cái con người mình đi tùm lum tùm la mà. Không lẽ bây giờ nói là cái hai cái người đàn ông đó không tới tỉnh nào thì tỉnh đó đừng có phòng ngừa. Điều đó là hoàn toàn sai. Và mình nói là bây giờ 5 cái tỉnh mà có người đàn ông đi qua là có dịch bệnh là cũng sai luôn. Tại vì cho tới hiện nay chưa có ai dương tính, từ thứ ba nào dương tính hết. Chỉ người thứ ba nào dương tính hết nha. Và như hồi nãy tôi hồi nãy có chia sẻ đó, thì công việc thì mình thấy là chỉ có hai người đàn ông đó mắc bệnh thôi. Và hiện nay nói cho chúng ta biết là hai người đó rất khỏe nha. Đó là khỏe. Người con trai gần như là hoàn toàn bình thường rồi. Còn người bố á, thì họ có bệnh nền thì sẽ chậm hết lâu hơn là người con thôi, không có gì lạ hết. Với hai người con trai như vậy, chúng ta nhìn như vậy đó, nhưng mà ngành y tế làm việc rất là nhiều. Ngành y tế phải đi xuống hỏi hai người đó, họ đi về đâu, lập danh sách và đang bây giờ theo dõi. Và ngành y tế cũng đã khuyên những cái người mà đã có khả năng tiếp xúc với người đó đó, thì có gì phải đến cơ quan y tế. Đó, thì cái đó mình không thể nào nói là bây giờ có dịch, không có dịch gì cả, hiện nay không dịch gì cả. Như trước nãy lúc đầu, giai đoạn đầu tôi cũng nói là tất cả những cái việc mà chúng ta cách ly một vài người nào đó sốt là chuyện hết sức bình thường của cái việc làm sao để bảo vệ an toàn cho cộng đồng, thế thôi. Chứ nó không phải là người cách ly là người bệnh, mà rõ ràng chúng ta cách ly 60 mấy người thì 23 người có kết quả là âm tính rồi, hay là ta không bệnh. Và kết quả đó phải đơn giản, mình đâu có phải là mình lấy máu là mình thử đâu, mình phải có một cái dòng máy phân tích đàng hoàng biết được kết quả chứ. Và hiện nay thì đang chưa có thuốc ngừa và cũng như là chưa có một cái giải pháp nào hữu hiệu về phía chưa có một cái thuốc chủng ngừa hoặc là cái gì đấy, đúng không bác sĩ Khanh? Thế thì chúng ta sẽ làm một cái nội dung rất là quan trọng mà mọi người đang rất là quan tâm ạ, đó là như là tôi xem ở trên Facebook hoặc là giống như một số trang mà bác sĩ Khanh khuyến cáo, thì bây giờ là mọi người cần phải dùng khẩu trang, đúng không ạ? Những cái thị trường khẩu trang bây giờ thì đang khá là nhiều ý kiến, thì không biết là bác sĩ Khanh có một cái suy nghĩ và cũng như thế nào cho dư luận xung quanh cái vấn đề này không ạ? Thật ra thì chúng ta nói tới một cái bệnh do virus mà không có phương pháp điều trị hay là không có vaccine phòng ngừa là nhiều lắm,
rất nhiều cái virus như vậy, chứ không phải riêng corona này. Có rất nhiều cái virus mà biết nó là gánh nặng đó mà cũng không có phương pháp điều trị, cũng không có được. Ví dụ như là như đầu có nói á, RSV virus hợp bào, adenovirus, nó còn dữ hơn cái con corona này đó đối với trẻ em đó. Nó tấn công vô nó cũng ghê lắm á, nhưng mà nó cũng không có cái phương pháp điều trị nào, mà cũng không có vaccine. Thì muốn chế vaccine không phải là đơn giản, cho nên cái việc mình phòng ngừa bằng phương pháp hồi xưa tới giờ nói, làm sao đừng có cho virus tấn công vô mình, làm sao để mình là người mang virus đừng có phát tán ra môi trường xung quanh, rồi trách nhiệm của bản thân mình là đừng để tấn công cho mình, trách nhiệm của những người mình đối với những người xung quanh là không để virus phát tán ra môi trường xung quanh. Điều đó rất là quan trọng, chứ mình đừng có nói bây giờ mình ngồi mình than là trời ơi sao bây giờ cái con virus này không có một cái phương pháp vaccine nào hết, thì bây giờ làm sao bây giờ. Cho nên có hay không cũng phải làm chuyện đó. Cái thứ hai là làm chuyện này nó sẽ có lợi đối với tất cả cái virus đường hô hấp mà hiện nay chúng ta đang thấy. Dừng quay lại vấn đề khẩu trang nha, vấn đề khẩu trang nha. Con virus này kích thước của nó cực kỳ nhỏ, nhưng nó không bao giờ bay lơ lửng vào trong khí bình nó đâu. Không thể nào có một con virus mà chung quanh không có gì hết mà nó bay lửng trời, làm sao nó sống được. Nó muốn sống được là chung quanh của nó được bao bọc bởi một cái môi trường mà nó phát tán. Thì môi trường đó là gì? Môi trường đó là những cái giọt nước bắn từ người bệnh nói chuyện ra, hắt hơi ra, ho ra, hoặc là những người mang mầm bệnh nói chuyện ra, hắt hơi, ho ra. Đó, thì nó dính trong cái chất tiết đó, cái giọt bắn đó. Thì mình chỉ cần làm cái khẩu trang gì đó mà chặn cái giọt bắn được rồi, chứ không cần thiết phải giọt một cái khẩu trang mà làm sao nó ngăn được cái con virus li ti nó không chui qua là không bao giờ có. Dùng bàn với nhau là bây giờ khẩu trang gì, cho tới hiện nay và cũng đã có nghiên cứu là chúng ta chỉ cần sử dụng cái khẩu trang phẫu thuật có ba lớp. Có nghĩa chúng ta banh cái khẩu trang nó ra, nó có ba lớp rất là rõ, banh ra một lớp, hai lớp là lỗ giữa là đủ rồi. Các bạn không có từng đeo cái khẩu trang N95 lâu thì bạn không biết. Chúng tôi dân y tế mà ở trong cái những cái lúc mà chống dịch mà H1N1N9 hay là cúm gà chúng tôi đâu rồi, nó vô cùng khó chịu. Nó vô cùng khó chịu, cho nên chúng tôi chỉ mang trong cái môi trường tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mà nguy cơ rất là cao, bởi vì bệnh nhân nó đang bệnh nặng, mà phát tán virus rất là nhiều, và trong cái phòng đó nó không phải là rộng rãi thoải mái như môi trường. Cho nên bây giờ mình muốn mua N95 cũng được, nhưng mà mang cho một hồi nó khó chịu lắm, chịu không nổi đâu. Và để đương nhiên nó mắc hơn nhiều, cho nên chúng ta chỉ cần tìm một cái khẩu trang nào đó mà có ba lớp được rồi, thế thôi. Chứ việc gì mình phải đi săn đi lùng làm cái gì. Ba lớp này hình như là hiện nay vẫn đang bán ở ngoài thị trường đúng không bác chị? Theo tôi biết là còn, có điều là người ta tăng giá, đó là quyền của người ta. Nè, bây giờ làm sao mình nói được? Rồi, chị có bạn thêm cái gì không? Bác sĩ. Thì như vậy là cái khẩu trang ba lớp đó là nó ngăn ngừa về cái virus mà nó nằm ở trong cái tuyến nước bọt. Có một số cái câu hỏi có một số ý kiến là người ta nói là cái con virus đó nó có thể bị bắn bắn qua đường mắt, có không ạ? Vấn đề là như vậy. Chúng ta muốn xác định được con virus đó bắn qua đường mắt hay không thì chúng ta phải thử nghiệm. Một người mang khẩu trang mặc đồ suốt thì không có nghĩa là có một lúc nào đó người ta đã lơ là để cho cái miệng người ta, cái tay người ta hoặc là cái dụng cụ người ta đeo rớt vào miệng. Tuy nhiên một cái nhận xét của một người đó là con virus này có thể đi qua niêm mạc mắt thì chúng ta phải ghi nhận trong virus ha. Còn chính xác hay không thì chúng ta không cần bàn làm gì, bởi vì ghi nhận là làm điều tốt chứ không phải ghi rối lên. Trong lịch sử y khoa nó có một cái loại virus là người ta gọi là virus ABC đó, nghĩa là tấn công vô mắt mũi miệng luôn, xịt xịt rồi chảy nước mắt lum la hết đó, thì nó có phát tán virus từ trong nước mắt. Cho nên nếu một cái ông bác sĩ nào ở bên Trung Quốc họ đưa ra cái kinh nghiệm đó thì chắc chắn người ta phải ghi nhận. Và ghi nhận điều đó cũng không phải là quá khó, chúng ta chỉ cần đeo mắt kính thế thôi. Hiện nay nó có một cái mắt kính bảo hộ, tuy nhiên cái mắt kính bảo hộ đó thì nó cũng chỉ để sử dụng cho những người chăm sóc bệnh nhân thôi, và người ta còn mang cái màn che phía trước rồi mắt kính bảo hộ. Còn ở ngoài thì chúng ta cứ việc mang mắt kính thôi. Nhưng cái điều quan trọng nhất là vậy nè, nếu chúng ta nghĩ là cái khuôn mặt của mình mà bị dính cái chất tiết nó vô thì chúng ta phải rửa mặt.
Nếu ta nghĩ là cái bàn tay của mình á có dính cái chất tiêu dầu thì chúng ta phải rửa tay. Thế thôi, bây giờ người ta có nói thêm là lây theo qua cái niêm mạc mắt thì cũng không có khác gì hơn ngoài chuyện mang mắt kính. Chứ cho tới hiện nay coronavirus là một loại virus lây qua đường hô hấp, điều đó là chắc chắn không có thay đổi được. Còn nó có biến thành như thế nào rồi nó có thể văng vô mắt rồi chui vô thì mình chỉ cần làm cái việc là đeo mắt kính thôi, chứ không có làm cái gì hơn nữa. Dạ. À, nếu như vậy thì rõ ràng là cái coronavirus nó cũng giống như là một số những cái bệnh truyền nhiễm khác, nhưng mà chỉ có là cái mức độ của nó là nó tàn phá kinh khủng hơn, bởi vì là nó lây qua nó khiến cho cái mức độ tử vong có thể cao hơn thôi, đúng không bác sĩ? Không, nó cũng chả, nó theo tôi thì cho tới hiện nay nó cũng chả có là cái gì ghê gớm thôi. Nó ghê gớm là gì? Nó ghê gớm là bởi vì nó mới. Bởi vì nó mới. Mà chúng ta biết rồi, chúng ta biết là gì nha. Chúng ta biết là nguyên tắc là như vậy nè. Tất cả chúng ta từ nhỏ tới lớn chúng ta đều có tiếp xúc với virus đường hô hấp mà lây bệnh ở người. Hôm nay một tí, ngày mai một tí, năm nay một tí, năm sau một tí. Ha? Chúng ta đã có miễn dịch rồi, có miễn dịch rồi. Ví dụ virus cúm á, tại sao mà người lớn tuổi thì nó bị nặng hơn và người nít nhỏ bị nặng hơn là bởi vì nó chưa tiếp xúc, nó chưa miễn dịch. Còn người lớn thì họ có cái bệnh nền, sức đề kháng họ kém hơn. Cho nên nếu mà nói về coronavirus thì khả năng chúng ta đã từng tiếp xúc với lại human coronavirus rồi. Đúng chưa? Và khi bắt đầu xuất hiện con sạp đó thì con sạp đó là mới. Mới có nghĩa là bản thân cái cơ thể của chúng ta chưa có quen với nó một tí nào cả, thành ra chúng ta không có một chút kháng thể nào để mà chặn nó lại. Muốn có kháng thể là chúng ta phải bệnh một lần thì chúng ta mới có kháng thể. Cho nên ngay lúc sạc, ngay lúc mệt thì người ta lúc mắc bệnh người ta cũng bệnh liền. Tuy nhiên nó cũng giống như là cái người mới bắt đầu bệnh corona thông thường thôi. Thì mới vô thì có người ta bệnh rất là nhẹ, có người lớn tuổi người ta bệnh rất là nặng. Tất cả những chuyện đó nó xảy ra với new corona này, corona mới này, nó y chang như là cúm H1N1 19 hay là ngày 19 thôi. Cho nên mình phải hiểu là nếu người ta có bị nhiều hơn là bởi vì từ xưa tới giờ người ta chưa gặp mặt con virus này, chứ không phải chắc chắn là động lực hơn, không phải như vậy. Bởi vì chúng ta chưa từng gặp nó, chúng ta không có miễn dịch hết, thế thôi. Còn chúng ta bàn về cái chuyện tàn phá, nó chả tàn phá gì đâu, nó chả tàn phá gì đâu. Bây giờ mình có một cộng đồng 11 triệu người bên Vũ Hán này nha, mà chưa có ai từng tiếp xúc với nó hết, thì lẽ đương nhiên nó quánh cho 2-3 ngàn người, thậm chí 10 ngàn người cũng không có chuyện gì lạ đâu. Vấn đề chỗ là chúng ta hiểu được về nó và chúng ta tìm cách ngăn chặn lại. Chúng ta làm giảm thiểu tốt nhất nó sẽ xâm nhập như người mình, và nếu nó có xâm nhập vô thì biết cách làm sao giữ mà làm cho nó tạo ra miễn dịch mà không có nặng thêm. Như vậy là hết sức bình thường. Dạ, như vậy là cuối cùng cái vấn đề cuối cùng mà mình vẫn muốn và vẫn phải cực kỳ quan tâm, đó là làm thế nào để nâng cao cái sức đề kháng của mình và bảo vệ cái cơ thể của mình, đúng không bác sĩ? Đây là cái chứ còn là bệnh dịch thì hết dịch này thì sẽ đến dịch khác, đúng không ạ? Hết cái vấn đề này sẽ đến vấn đề khác và nó sẽ xảy ra liên tục. Như vậy thì cuối cùng quay lại là chúng ta phải tạo cho chúng ta một cái cuộc sống và một cái cơ thể thế nào để có thể đề kháng được những cái bệnh dịch vẫn xảy ra ở bên ngoài, đúng không ạ? Thật ra thì cái câu mà bệnh dịch tôi hay nói á là đến hẹn lại lên, đến hẹn lại lên. Có nghĩa là những cái bệnh do virus mà chúng ta chưa có vaccine thì nó sẽ đến hẹn lại lên. Hoặc là có vaccine đi nữa mà cái độ phủ chúng ta không nhiều thì nó đến hẹn lại lên. Còn đối với bệnh dịch mà nó xuất hiện một con virus mới mà nó có thể lây từ người sang người á thì rồi sẽ đến. Chứ không phải nó đến hẹn lại lên, rồi sẽ đến, đó là chúng ta không thể biết được nó là bao nhiêu năm. Rõ ràng là cúm thì người ta dự đoán là từ 10 năm tới 20 năm là nó xóa một cái dòng cúm mới. Thứ hai là con corona này thì chúng ta cũng thấy rồi, đúng không? 2003 chúng ta bị quýnh bệnh SARS, 2010 mấy chúng ta lại bị 13 thì phải, 13, 15 thì phải, chúng ta bị mệt. Rồi chúng ta cũng sẽ quên đi thôi. Vậy chúng ta có cần thiết có điều trị làm vaccine hay không? Còn bây giờ, tới bây giờ chúng ta cũng sẽ bị một con new corona thôi. Và mai mốt thì con new corona này á, thì nó sẽ được đặt tên là
Corona 2009 Vũ Hán thế thôi, và chắc có lẽ nó sẽ đặt tên theo cái cách đặt tên của cúm. Thì và rồi sau đó thì cái con Corona Vũ Hán 2009 nó cũng sẽ là một cái con virus Corona mà một số người nào đó đã từng bệnh và đã được hết, và trong người họ đó có miễn dịch. Cho nên cái chuyện tăng sức đề kháng nó không phải thực hiện là khi bắt đầu có Corona hay là khi có dịch bệnh, mà nó phải thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình chúng ta lớn lên. Ở nhỏ thì thực hiện cách khác, người lớn thì thực hiện cách khác, và người có bệnh nền thì phải thực hiện cách khác. Cho nên chúng ta có đề ra bây giờ thì chắc nó cái những cái phương pháp mà chúng ta đang bàn ở trên mạng thì nó cũng không khác gì cái phương pháp kinh điển. Theo tôi thì nó tăng sức đề kháng là gì? Bản chất của con người á, sức đề kháng là gì? Sức đề kháng là khả năng bắt tác nhân gây bệnh lại và tự tạo miễn dịch cho mình, chứ không để cái tác nhân gây bệnh đó làm cho mình mắc bệnh. Muốn có sức đề kháng đó, thứ nhất là giấc ngủ nó phải đủ rồi. Mình ngủ không đủ, mình ngủ trễ quá, thì thông thường người ta nói, theo khoa học người ta nói, nếu chúng ta ngủ mà sau 10 giờ, con nít thì 9 giờ, người lớn sau 10 giờ, 9 rưỡi 10 giờ, và cái giấc từ 10 giờ 2 giờ là cái giấc rất là quan trọng để cho cái tế bào bạch cầu của mình á, là cái tế bào mà nó chuyên canh cái tác nhân lộn xộn nào ở ngoài nhảy vô chụp lại. Thời gian đó là thời gian để tế bào bạch cầu nó phục hồi. Thứ hai là bản thân chúng ta phải uống đủ nước, phải ngủ đủ, uống đủ nước, đừng có làm cái gì phí sức của mình trong sinh hoạt để cho mình làm sức đề kháng xuống. Ví dụ như là mình trời nó đang lạnh, mình nhảy xuống nước mình tắm, mình không có chuẩn bị, rồi trời nắng chang chang mình cũng anh hùng mình đi ra ngoài, là mình làm một cái thể thao gì đó mà quá cái mức của mình, chắc chắn là mình đẹp xuống thôi, thì sức đề kháng mình cũng giảm xuống thôi. Còn tất cả những phương pháp thông thường, ví dụ như là vitamin gì thì trong sách nó nói hết rồi. Còn hiện nay có một cái gì đó mới thì có khả năng là người ta đã áp dụng ở đâu đó, giờ người ta nhắc lại, hoặc người ta muốn show ra một cái gì đó rất là mới để có tới cái việc show. Tuy nhiên cái gì cũng vậy, nó phải được khoa học chứng minh. Cho nên các bạn có thể thấy cái gì trên mạng người ta nói thì chúng ta có thể thử ứng dụng. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là đừng có làm hại cho mình nha. Muốn không làm hại cho mình thì phải tìm hiểu thấu đáo, bởi vì tất cả những biện pháp thông thường nó cũng khá là đủ. Như vậy là cái việc là làm như thế nào để nâng cao cái thể trạng và cái sức đề kháng của mình là một cái việc là không phải chờ dịch đến thì chúng ta mới làm, mà chúng ta phải có một cái ý thức là thường xuyên đều đặn bằng cái lối sống sinh hoạt, đúng không bác sĩ? Đúng. Chế độ ăn uống, đúng không ạ? Đúng. Và có một cái trong dân gian và hiện nay có rất là nhiều người đưa ra một số những cái giải pháp, ví dụ như là dùng những cái ví dụ như là dùng những một số những cái thực phẩm như là nghệ này, rồi tỏi này, rồi gừng này, rồi lại uống mật ong chanh đào này, rồi lại uống cam tươi này, ăn nhiều trái cây này. Thì điều này không chỉ là để dùng trong cái cuộc sống hiện nay, mà nó là một cái yếu tố để về bổ sung dinh dưỡng, để giúp cho cơ thể khỏe mạnh lên và chống hết mọi loại bệnh tật, chứ không phải riêng cái dịch này, có đúng không ạ? Đúng rồi, bản thân tỏi thì người ta đã nghiên cứu từ lâu rồi. Tỏi nghiên cứu rồi, sau này người ta còn làm nghiên cứu thêm tỏi đen. Rồi những cái mà mật ong chanh đào thì người ta cũng đã nghiên cứu để làm giảm ho. Rồi tất cả những cái đó đều nó là trái cây tươi, nước trái cây, thì nó cũng là những cái vitamin bổ sung những khoáng chất làm cho mình khỏe hơn, thế thôi. Chứ còn nó đâu có cái gì mới đâu. Thế hiện nay là ngoài theo tôi được biết là ở trên thông tin ấy, thì mọi người cũng đã nói là mỗi ngày thì ăn uống thêm là tỏi này, rồi uống thêm sả tươi này, rồi gừng tươi này, rồi tinh nghệ này, rồi chanh này, rồi cỏ lúa mì, nói chung vân vân rất là nhiều giải pháp. Thật ra thì thật ra thì những cái đề nghị đó thì nó cũng là một cái sự hỗn loạn khi mà mình cố gắng tìm một cái gì đó để mà mình phòng thủ, để khi mình nghe thông tin đó. Theo tôi thì nó cũng là công việc thường xuyên, mình có làm thêm nữa cũng không được cái gì.
sức đề kháng thì nó cũng phải có một thời gian nhất định, thành ra mình ăn ngủ đủ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn nhiều trái cây tươi ha. Còn những cái bài mà tăng sức đề kháng nào mà nó chính thống thì mình làm, chứ mình đừng có nghe một cái gì đó mới sáng tạo mình làm Sức thử đề cái làm cái kháng gì. đó là một cái bài toàn về lâu dài. Đúng rồi, lâu dài và thường xuyên. Rất Tuy là nhiên thường bây xuyên. giờ thì sẵn cái này mình nhắc lại nó cũng được. Tức là nó là một cái ý thức ở trong cái cuộc sống để cho người ta có thể khỏe mạnh lên, đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Tuy nhiên Với là một số cuộc sống á, thì với một số cái nó giải pháp như là tuy nhiên trong cuộc sống á, thì nó có những cái thói quen, có những cái đam mê mà người ta không thắng lại được thì người ta bị giảm sức đề kháng, thế thôi. Mình nói thì hay đó nhưng mà làm nó khác. Ví dụ như bây giờ mình nói công việc rửa tay đi, mình biết là rửa tay thì nó sẽ giảm nguồn lây đó, nhưng mà bây giờ thì có dịch đó thì rất là sợ, thì lăn xăn đi rửa, nhưng mà có thể là 1 tháng 2 tháng sau thôi nữa để quên sạch đi cái chuyện rửa tay, cho nên là cái tức thói là quen nó cứ quan trọng. tức là cái chế đến lúc là có vấn đề xảy ra rồi mới cuống lên mới lo giải pháp xử lý, đúng không? Chứ còn không phải là cái từ hồi giờ mà trở thành cái thói quen ăn uống sinh hoạt rồi về cái chuyện là nâng cao cái thể trạng và để làm thế nào để cơ thể có đầy đủ những cái dưỡng chất thì để mà chống lại bệnh tật, thì riêng cái vấn đề này thì bác sĩ anh có thể ý kiến gì không ạ? Không thì nó là rất là kinh điển rồi, rất là kinh điển rồi, không có làm sao mà khác được. Tuy nhiên tôi nói là nếu mình tập được cái thói quen này nó thật là lâu dài á thì nó tốt hơn. Cho nên nhiều khi mình ngẫm nghĩ mình nói là bây giờ nếu không có dịch bệnh xảy ra thì đương nhiên mừng rồi, nhưng mà cũng phải nhìn cái khía cạnh tích cực của nó để chúng ta biết là nó sẽ thường xuyên xảy ra, có lũ của nó sẽ xảy ra, thành ra sẵn cái cơ hội này chúng ta thay đổi một cái thói quen cho chính bản thân mình, và chúng ta phải thay đổi một cái thói quen đó mà có ý nghĩa trách nhiệm với cộng đồng. Cái điều này đó thì nó rất là yếu đối với cái mặt bằng nhìn chung á của tất cả mọi người á, cái sự chia sẻ về bệnh, trách nhiệm về bệnh với cộng đồng nó chưa đủ nhiều. Điều đó tôi làm việc trong ngành y bao nhiêu năm tôi cũng thấy buồn, có nghĩa là tới hạn thì nó lại lên những cái như vậy, nhưng khi nói á thì người ta cũng rất là dễ quên, có khả năng là công việc nhiều quá thì người ta như vậy, nhưng mà cách tốt nhất là mình vẫn phải lúc nào cũng như vậy, mình vì những người xung quanh một chút. Ví dụ như là cái chuyện là ông bố mà ông loại rát dao chém khi mà cách ly con mình, đối với tôi nó không là lạ đâu. Người ta nhiều cái hành xử nó rất là khó chịu với nhân viên y tế, trong khi nhân viên y tế chẳng muốn như vậy đâu, người ta thả nó ra ngoài sướng hơn chứ, nhưng vì trách nhiệm cộng đồng mà nắm giữ lại, bắt nằm phòng như thế này thì cũng không chịu, muốn là người nhà đi ra ngoài cũng không chịu, có nghĩa là không có trách nhiệm chung với cộng đồng. Điều đó thì không biết tiền làm mới thay đổi được. Về ý thức của mình bảo vệ mình có nghĩa là góp phần cho một cái cộng đồng khỏe mạnh, đúng không ạ? Thế bà mỗi người khỏe mạnh thì cộng đồng cũng đều khỏe mạnh, thì thật ra là cái đây cũng là một cái bài toán rất là một bài toán dài ạ, đối với những cái nước đang phát triển, đúng không bác sĩ Khanh? Nhưng Đúng mà riêng rồi. đối với lại cái dịch coronavirus ấy, thế thì hiện nay là nếu như là đối với một số người thì nếu như người ta cảm thấy ho này rồi lại làm sổ mũi này rồi có sốt này thì nói chung là khi mà người ta đã có những cái điều lo lắng và nghi ngờ lo lắng như vậy thì cái việc người ta cần làm là như thế nào ạ? Nếu như là một số người đang cảm thấy là có cái điều gì đó như là rất là dễ nhầm lẫn giữa cái cúm thông thường với lại là cái nhiễm bệnh này, thì cái thời gian để mà chẩn đoán được là cái vấn đề này có đúng hay có là cái cúm có là cái bệnh thông thường hay là có nhiễm khuẩn hay không thì nó căn cứ vào đâu ạ? Còn thời gian khoảng bao lâu thì xác định được các bác sĩ? Thật ra đó thì để tôi chia sẻ cái câu chuyện này chắc chúng ta cũng sẽ hiểu. Cách đây 2 tháng nha, có nghĩa là trước cái tháng giêng, thậm chí là vào trước tháng 11, tháng 12, có thể nói có một đợt dịch virus rất là nặng ở trong cộng đồng. Có thể là chị hoặc là những người đang đang nghe đây á, cũng đã biết những người xung quanh của mình bị ho rất là dữ,
Nhưng người ta nói về vấn đề đó như thế nào? Người ta nói là thì chắc là một cái con virus gì đó nó cảm cúm nó lấy thôi, đúng không? Và lúc đó nhiều hơn bây giờ nha, lúc đó nhiều hơn bây giờ nha, lúc đó là thời tiết nó khắc nghiệt hơn, nó cũng ho nhiều lắm, nó ho nhiều lắm, nhưng mà có ai nói gì đâu, có ai nói gì đâu. Chẳng qua bây giờ là mình nghe đồn là có xuất hiện một con virus nào đó, mình mới tưởng tượng là con virus nó đang ở trong cơ thể mình. Tuy nhiên chúng ta phải hình dung được là con virus không phải một con virus mới, không phải tự nhiên mà nó nhảy trên trời, nó nhảy xuống cái đầu mình được. Nó phải có nguồn phát tán và mình phải hít vô nó. Chứ còn bây giờ mình đang ở với người xung quanh mà mình biết từ xưa giờ, mà bây giờ tự nhiên mình bệnh cái mình nói phải từ đâu, tại nó là mới. Con virus không phải tự nhiên nó sinh ra ở trong trời đất đâu, nó phải có đường đi của nó, nước bước của nó. Không phải như lúc đầu tôi nói, không phải tự nhiên mà con virus bên những vùng châu Phi mà nó muốn sống ở Việt Nam nó sống được đâu. Không phải đơn giản, không phải đơn giản. Nó phải có người mang tới, nó phải có cái ký chủ đặc biệt nó mới lây được. Cho nên bây giờ tự nhiên mình đang bị cái bệnh gì đó thì đường hô hấp, mình tưởng tượng nó đã làm cái gì. Cái điều quan trọng nhất là mình phải làm như mọi thứ hồi xưa tới giờ, là phải nghỉ ngơi. Cộng thêm một cái nữa, nếu mình có trách nhiệm là gì, không biết là trong người mình có con virus gì ghê gớm không, phải nhớ lại mình đi gặp ai, mình có tiếp xúc người có nguồn lây hay không. Đó, nếu không có thì làm như cũ. Hồi xưa dịch bệnh mình làm sao thì mình làm như vậy. Nếu mình cảm thấy nghi ngờ là mình phải đi hỏi người ta, chứ không bao giờ nếu tất cả mọi người đều ho sổ mũi để đi làm xét nghiệm đó, làm cái gì mà người ta không biết. Mấy anh chị ở ngoài tưởng là cái đó đơn giản thôi. Theo tôi biết á, một cái mồi đó để làm á là tốn ít nhất là bạc triệu nha, làm cái mồi đó, đó trên dưới 1 triệu để xác định cái đó đó. Thứ hai là gì, nếu mà chúng ta giải trình tự theo kiểu 3 ngày đó, nó còn mắc hơn nữa, vài triệu. Nhưng tại sao nhà nước phải bỏ tiền ra làm? Chúng ta không thông cảm cái đó, cho nên cần người ta mới làm. Mình không cần để làm cái gì. Còn nếu mình không làm mà mình có trách nhiệm với cộng đồng á, tôi thì nguy cơ của tôi rất là ít từ bên này, tuy nhiên tôi trách nhiệm, tôi uống thuốc nghỉ ngơi, tôi giữ trong người tôi nè, nghỉ ngơi cách từ những người khác, đeo khẩu trang để đừng lây con virus mà mình đang bệnh, thậm chí là không phải con virus đó, và khả năng không phải con virus đó rất là nhiều, có trách nhiệm xung quanh. Hay mình ở đây đi, mình theo dõi mình đi, nếu có nặng thì mình cũng phải đi bệnh viện giống như chứ bệnh thôi. Cái thứ hai là mình đừng tiếp xúc người ta trong vòng 10 ngày 14 ngày đó, thì để mình không có phát tán virus đó nữa. Tất cả những cái chuyện đó mình thực hành, chứ bây giờ mình nhao nhao lên. Tôi thông cảm, rất là thông cảm với lại cái chuyện là chúng ta muốn xác định có phải vì con đó hay không, tôi rất là thông cảm. Tuy nhiên chúng ta hiểu như nè, nếu đúng con đó thì nó cũng chữa giống như con khác thôi. Những người có cái đặc biệt thì mới cần phải làm những cái việc mà chúng ta đáng làm. Còn nếu nó là cái con virus đó thì nó tấn công như người bình thường, thì rõ ràng là trên thế giới người ta đã thống kê rồi, tỷ lệ tử vong là khoảng 3%, trong đó tất cả những người tử vong đó đều là những người có bệnh nền cả đó. Nó không phải như cúm hay 2009 đâu, trong cúm này kia nó có một số người có địa bình thường nữa, nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Cho nên chúng ta phải nhìn cái tỷ lệ cũ, nó xác định với nhau là như vậy. Còn chúng ta vừa nhau nhau rồi xét nghiệm để làm cái gì bây giờ, đâu quyết định gì được. Dạ, rất là hay ạ. Thực ra là những cái phân tích của bác sĩ Khanh đã giúp cho mọi người là giải tỏa được một phần nào về cái, thứ nhất là mọi người có thể biết được là cái lý do từ đâu, cái lý do vì sao, và mọi người có thể khi mà có một cái vấn đề gì đó thì mình phải xem lại là mình đã từng là đi ở đâu, mình nhiễm tự cơ thể mình yếu và mình bị cái cảm giống như trước giờ mình vẫn bị, hay là do là mình tiếp xúc với ai đó, mình đi đến vùng nào mình lạ, đúng không ạ? Và mình phải có nguồn lây ở đâu đó, thì mình phải có một cái suy luận thuật lý, không phải là cứ trễ mà ho rồi sổ mũi một cái thì hoang mang, rồi bắt đầu đi ra ngoài thấy người nào ho sổ mũi một cái là mọi người cũng cảm thấy là rất là lo lắng, lo sợ rồi để xa lấy thì cũng rất là sợ ạ. Có một câu hỏi nữa bác sĩ ạ, là ở những cái vùng nóng thì virus này sẽ không tồn tại trên 25 độ C, và ở dưới 25 độ C thì cái virus này thì sẽ phát triển được mạnh hơn nếu như là có nguồn lây. Cái điều này là nó, cái độ chính xác của nó là như thế nào ạ?
Bây giờ chúng ta bàn về khảo sát cái tính sinh học của con virus. Tất cả các con virus nó có trên thế giới á, người ta đều muốn khảo sát cái tính sinh học của nó. Tuy nhiên có những cái người ta không làm được. Có những con virus rất là cơ bản mà nó gây bệnh rất là nhiều, người ta nghiên cứu thực tập sinh học của nó rất là rõ. Ví dụ như cúm đi, người ta có thể biết được là ở không độ nó làm bao nhiêu, bao nhiêu độ làm bao nhiêu. À, tay chân miệng đi, người ta biết là rửa cái gì nó hết, rửa cái gì nó hết, cho ra sao người ta biết hết. Rồi virus thủy đậu đi, đó là những con virus nó là gánh nặng thật sự cho thế giới từ lâu, thì người ta nghiên cứu đặc tính sinh học của nó. Còn corona, human coronavirus, người ta không làm, nó làm cái gì, tại nó nhẹ quá đi, người ta đâu có làm. Tuy nhiên cho tới bệnh SARS và bệnh MERS thì người ta có nghiên cứu cái đó, tại người ta thấy là nó có một gánh nặng thật sự, nếu nó quay lại thì người ta phải làm nghiên cứu. Cho nên tất cả những thông tin về tính sinh học của con virus corona này chúng ta đều phải dựa trên cái tính sinh học mà người ta nghiên cứu ở con SARS và con corona và con MERS hết. Chứ người ta không có nghiên cứu con corona cơ bản, tại người ta thì giờ người ta nghiên cứu, còn khoa học người ta là có việc rất nhiều phải làm. Cho nên hiện nay chúng ta muốn biết được cái đặc tính sinh học đối với ngoài môi trường của con corona mới này là như thế nào, chúng ta đều phải dựa vào thông tin từ cái nguồn của con SARS và con MERS cả. Hai con đó như thế nào thì người ta suy ra con này cũng có thể là như vậy. Cho nên mình phải áp dụng cái đó để mình làm, chứ không bây giờ mình ngồi mình chờ, mình nói là bây giờ chờ nghiên cứu xong rồi bàn, mà nói cái này ở đâu ra, ở đâu mà tất cả là đều nghiên cứu ha. Mà coronavirus thì người ta không có nghiên cứu về vấn đề đó làm gì, tại đâu phải gánh nặng đâu đó. Còn nếu mà mình lật sách ra mình nói là cúm ra, nó nói nó rất là chi tiết, tay chân miệng nó rất chi tiết, thủy đậu nó rất là chi tiết, sợ nó rất chi tiết, tại vì con đó nó đánh cho con người nhiều quá đi, còn cái con này nó không có đánh nhiều, lâu lâu đánh trận thôi. Thì rõ ràng là người ta cũng dựa vào sạc và mệt thôi. Nè. Tuy nhiên cái đặc tính của corona đó, người ta biết được nó như vậy nè. Nó rất thường xuất hiện và phát tán nhiều ở mùa đông. Đặc tính sinh học của con corona như vậy. Nghĩa là mùa đông là mùa lạnh đó, đặc biệt của nó là nó ái lực ở cái vùng ôn đới nhiều hơn là vùng nhiệt đới. Và tương tự như vậy, chúng ta nhớ cái đợt sạc đó đó. Nè, cái đợt sạc đó đó. Là chúng ta ở Việt Nam mình phải mở cửa cho thoáng ra, cho thông khí. Và chúng ta biết là đặc tính của virus đó, đặc tính virus đó là nó sẽ cô động ở mức độ, cái độ đậm đặc của nó như thế nào đó thì mới tấn công như người mình được. Còn nếu với luồng không khí, ví dụ nó có 1.000 con mà nó được bay tỏa ra hết ra môi trường xung quanh thì chắc chắn là cái độ loạn nó sẽ thấp hơn. Cho nên mình thông khí ra ngoài, nó bay toán lên trên không gian hết thì lấy gì mà nó còn cô động lại để mà nó hít cho người mình. Cho nên con corona mà sạc hồi đó là mình, nhà nước mình nó nghĩ ra cách làm, bây giờ mở toàn cửa ra cho thông khí thoáng ra ngoài. Cái thứ hai là rõ ràng ở cái con mệt á, là một câu hỏi mà người ta đã từng đặt ra ngay từ khi đầu con corona này nè. Người ta nói là nếu cái người nào mà tới cái chợ hải sản và tới cơ quan y tế, cơ sở y tế Vũ Hán thì đặt vấn đề là dịch tễ. Bởi vì sao? Người ta nói là nó nguồn lây rất là gần, nguồn lây rất là chặt. Còn bây giờ người ta thay đổi rồi, tại vì Vũ Hán nó bị rất là nhiều, người ta mới thay đổi cái đó. Cái câu mà người ta nói vậy nè, cơ sở y tế bị là cái thói quen của cơ sở y tế của những cái nước tiên tiến, là lúc nào nó cũng rất là lạnh, lúc nào nó cũng rất là kín hít, có lẽ khả năng là họ giàu. Điều này nó chứng minh rất là rõ ràng ở Hàn Quốc. Sau khi người ta vẽ con đường đi của cách lây của con mệt vào năm 2015 thì phải, 14, 15 thì phải, tôi không nhớ chính xác con số đó lắm, cuốn sách thì nó có nói. Người ta vẽ con đường nó thấy là toàn là cái người ngồi trong cái phòng đó thôi, nằm trong cái khoa đó thôi. Thì rõ ràng mình thấy là gì? Đó, người ta phân tích là thấy yếu tố thuận lợi. Người ta cũng nghiên cứu là cái độ gọi là cái tính ổn định của con sạp và con mệt. Thì nó nói như vậy, nói là bây giờ nhiệt độ cao là nó sẽ giảm khả năng tồn tại và lây lan, nhiệt độ thấp dưới 20 độ, rồi đặc biệt là khoảng từ 7-8 độ cái này nó sống mạnh hơn bình thường, nó cũng sẽ yếu đi khi mà nhiệt tăng lên. Thì cái điều đó hoàn toàn nó dựa vào hai con trước, chứ còn đâu có ai mà bây giờ cũng có khả năng là 1-2 năm sau người ta tập trung lại toàn bộ cái tư liệu về cái con virus Vũ Hán này, người ta cũng sẽ đưa ra cái đặc tính sinh học của nó sau khi người ta tổng kết lại rất là nhiều nơi. Thì nên bây giờ cái chuyện nó cũng không có gì là lạ. Nếu vậy thì cái nguyên tắc là mình sống là thoáng, cửa nhà phải thoáng, sạch sẽ, rồi mở toang cửa ra có ánh sáng, đúng không bác sĩ? Đúng rồi, tại vì nhiệt độ nó làm cho con virus này yếu đi.
nhiệt độ thấp thì virus nó dễ, như vậy thì ở các công sở hoặc ở các gia đình mà trời nóng ấy, thì cũng bật máy lạnh vừa phải thôi, không có bật lạnh quá đúng không ạ? Có nghĩa là nói về nguyên tắc xài máy lạnh thì chúng ta không nên để dưới 25 độ, và Không nên để dưới hai khi có điều kiện thì mở toang cửa ra, tại vì mình đâu dạ có bao giờ mình cần máy lạnh suốt ngày suốt đêm đâu, đúng không? Tại vì dạ đúng rồi không khí của một vùng nào đó nó cứ ứ động trong đó, mình cứ ho nó ho sổ mũi mà nó cứ tay vòng vòng trong đó, nó sao nó phát tán nó loãng ra được. Ok, còn một yếu tố cuối cùng nữa thôi ạ, một câu hỏi cuối cùng nữa thôi ạ. Về cái vấn đề là hiện nay có một số những cái sản phẩm mà hỗ trợ về cái miễn dịch, một số những sản phẩm mà hỗ trợ về miễn dịch để mà tăng cái chỉ số chống oxy hóa hoặc là tăng cái chỉ số bảo vệ tế bào, thì với ý kiến của bác sĩ ấy, là với những cái sản phẩm này ấy, thì mọi người vẫn nên thường thường xuyên bổ sung và để nâng cao cái thể trạng kèm theo với một chế độ sinh hoạt hợp lý và chế độ ăn uống đúng khoa học đúng không ạ? Thật ra thì bản thân tôi thì tôi cũng chả có sử dụng cái sản phẩm gì cả, tại vì tôi là một người khó tính. Nè, cái gì tôi cũng phải cần có, tôi cần có một cái y học chứng cớ. Tuy nhiên khi mà tôi lớn tuổi thì không chắc gì tôi đã không sử dụng, thành ra mình không biết được, cho nên tất cả những cái đó thì nó phải có mượn Cơ những sở cái khoa nghiên cứu và sinh học. Còn học. và cái điều mình muốn dùng thì mình dùng, nhưng mà mình một là mình thấy cái chuyện đó tiền bạc với mình nó không quan trọng, và muốn nên tìm hiểu là nó có hại hay không, thì chỉ có hai cái đó thôi, chứ còn chúng ta không thể biết được là cái nào mà nó thật sự mà nó hiệu quả, mình không biết được đâu, tại vì tôi cũng không có thời giờ để mà theo dõi cái đó. Mình phải dùng và mình phải thấy là thực sự là nó tốt thì mình mới biết được đúng không ạ, và Đúng mình phải có rồi, cái cơ sở và mình cũng phải có một cái nghiên cứu thấu đáo là cái nguồn gốc của nó là như thế nào đúng và rồi, thực sự sản xuất đó là nó sản xuất từ đâu, bởi vì bây giờ cái thị trường đó thì nó cũng rất là hỗn loạn, và có thể là người nào cũng có thể nói tốt, nhưng mà trên thực tế thì mình phải 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 hiểu về nó và phải biết rất là cặn kẽ thì mới nên dùng để cho nó tốt cho sức khỏe của mình đúng không ạ? đúng rồi, cái gì cũng vậy thôi.